khi những ngọn gió giao mùa rủ nhau về hong ấm từng vạt mưa cuối xuân ẩm ướt, cũng là lúc đá núi cao nguyên lại như thức giấc bởi những bàn chân hẹn về Khâu Vai để làm nên một phiên chợ đặc biệt, chợ phong lưu Khâu Vai. Với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang, tái hiện những giá trị cuộc sống, bản sắc văn hóa của đồng bào nơi vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2024, tức ngày 26-27 tháng 3 âm lịch, tại khu vực Mê Cung Đá, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Nằm trong khuôn khổ của lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai năm nay sẽ diễn ra các hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc như lễ dâng hương miếu ông miếu bà, lễ cầu duyên, cầu an, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống như thi leo cột chinh phục tình yêu, tung còn giao duyên, đánh yến, ném bao, điệu nước, trình diễn thổi khèn mông, múa nhảy lửa, múa trống đồng, múa kéo nhị, điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô, trình diễn múa kiếm, múa trống của dân tộc Giấy. Đặc biệt, vào lúc 20 giờ ngày 4 tháng 5, tại sân khấu Mê Cung Đá, xã Khâu Vai, sẽ diễn ra lễ khai mạc lễ hội chợ Phong Lưu Khâu Vai huyện Mèo Vạc năm 2024 với chủ đề Ấn tượng Khâu Vai. Trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách có dịp tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực của địa phương ngay tại khu vực Mê Cung Đá, xã Khâu Vai và tham gia chuỗi hoạt động tham quan trải nghiệm, khám phá chinh phục tuyến đi bộ vách đá thần mã Pì Lèng, tham quan chụp ảnh tại làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Bà Vi Hạ, xã Bà Vi, đi thuyền trên lòng hồ thủy điện Nho Quế I, ngắm hẻm vực tu sản mã Pì Lèng. Vào tối thứ bảy hàng tuần, tại chợ đêm thị trấn Mèo Vạc, du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa đậm bản sắc của đồng bào vùng cao, tham quan lựa chọn mua bán hàng hóa, lựa chọn những món quà lưu niệm và thưởng thức các món ăn truyền thống của người dân bản địa. Hãy đến với Mèo Vạc Hà Giang để được tận hưởng không khí sôi động của lễ hội chợ Phong Lưu năm nay. Xin được nồng nhiệt chào đón quý khách và bà con nhân dân. Vượt qua mã Pì Lèng mà đi chơi.